cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dần con đi. Bữa nay ngồi căn nhà này thì tự nhiên chú Hai nhớ lại hồi trước. Đây cũng là gần cái chỗ mà ngày xưa cô Ba Diện là cô ba của chú Hai lập gánh hát đồng nữ tại đây. Mà đây cũng là cái nơi mà con kêu bằng bà Tám đó. Bà Tám lúc đó gần lâm chung rồi, chắp tay nói: chị Ba ơi, em sắp ra đi mà con đứa lớn đứa nhỏ, chị Ba thay mặt em mình nuôi con nha. Thì cô Ba nhận lời, nói em yên tâm. Thì từ đó sau cô Ba đó sẽ trở lại đối với chú Hai bây giờ là cha mà mẹ. Cho nên dạy kỹ vô cùng, hồi nhỏ về nhà có người ở mà bắt phải đi giặt đồ, phải tập theo, theo quần đồ ti, quần đồ sáp, là tất cả quần áo chú Hai phải, chú Hai phải theo. Ở nhà phải biết nấu ăn, phải biết quýt nem, tập xe đạp thì phải đi xuống tới Mỹ Tho rồi mới cho chiếc xe đạp tập lội qua sông. Hồi đó đó ông nội mấy con đó tập chú Hai lội, lội bắp dừa, lội này kia rồi tập luôn cả võ, mà võ thiếu lâm tử. Thì thành ra cái chỗ này là cái chỗ đào tạo chú Hai từ hồi nhỏ mới tới lớn. Mà người cô nó dạy chú Hai, mà gặp chú Hai là cái người đứa con khó dạy lắm. Chú Hai đi học ở trên trường trung học về, biểu nói: con ơi, con lên con đóng cái đinh này, đặng treo cái hình lên đi con. Rồi cái đóng đinh, đóng rồi cái cô ba nói: con à, con đóng cái đinh là sao nó không ngay vậy nè. Tôi dạ thưa cô, con đóng đinh không ngay mà con đần nhấn chữ rất trúng. Mỗi người có một cách, người khác đóng đinh hay, con đần trúng. Thì cô ba mới kêu lại: con à con, nhưng mà cô hỏi thiệt con, nếu con vừa đần hay mà con đóng cái đinh ngay có phải hơn không con? Xin cảm ơn cậu Năm, cảm ơn cô Ba, cảm ơn má, cảm ơn ông ngoại, tất cả mọi người, cả hai bên, là âm nhạc mà tạo cho chú Hai được ngày nay, được cái đời như thế này, là chú Hai không bao giờ quên ơn tổ tiên. Trần Văn Khê, người con của dòng họ công thần Nguyễn Tri Phương, nay đã làm rạng danh không chỉ vùng đất Vĩnh Kim, Tiền Giang, mà còn là một hình ảnh thân thiết với người dân Việt Nam. Từ những người bình dân đến những học giả trong lĩnh vực văn hóa. Nhất đèn bái tạ phụ dưỡng, năm 1938, lúc đó là có gần 6 lớp của năm thứ tư trường trung học trường Viễn Chí, mà mỗi một lớp đã có 30-40 đứa, tức là 240 sinh viên học sinh, mà chỉ lựa một người cho đi thôi. Thì đó năm đó tôi được đi xuyên Việt từ Sài Gòn đi ra Hà Nội, và ghé hồi đó kêu bằng tour Anh, kêu Đà Nẵng, rồi ghé Huế, rồi ghé Vinh, rồi ghé Nghệ An, rồi kia đi tới Hà Nội. Thì cái chuyến đó tôi là khám phá ra đất nước Việt Nam, không phải chỉ cái làng nhỏ của tôi là làng Vĩnh Kim, không phải Mỹ Tho, không phải Sài Gòn. Rồi sau thì ra tới Hà Nội tôi lại gặp cái văn miếu, rồi có những cái con rùa mà đội lên cái bảng của ông Tấn Sĩ. Rồi tôi ra tới tôi biết Hồ Gươm, tôi biết Hồ Tây, đi luôn lên tới chỗ qua tới Lạng Sơn, đi Lạng Sơn tới cái cầu Kỳ Lừa. Cái cầu Kỳ Lừa là cầu giáp ranh Việt Nam đi Trung Quốc. Mà tôi hồi nhỏ tôi liếng lắm, tôi nghĩ rằng bây giờ Trung Quốc bên kia mà mình bên đây là Việt Nam, thì theo lẽ phải có thị thực nhập cảnh mới qua được Trung Quốc. Tôi không có thị thực nhập cảnh gì hết. Cái bỗng nhiên tôi lợi đó, người ta nhìn cái tôi chạy một vòng tuốt qua tới bên kia, đạp đất, tôi đã đạp Trung Quốc rồi tôi chạy trở về. Tôi năm nay cũng đồng tuổi với thầy Khê, và là người bạn
học trường Petrushki từ năm 1939, cùng chung một thế hệ. Thầy Khê mặc dầu học cùng cỡ với chúng tôi nhưng mà anh Khê này giỏi lắm, nghĩa là luôn luôn đứng hạng nhất ở trong trường, bất cứ trường nào đó. Thành là nghĩa là chúng tôi phục. Ngoài cái chuyện học, ngoài ra thì anh Khê có tinh thần dân tộc rất cao. Tôi thấy đất nước Việt Nam không phải chỉ ở trong cái làng quê nhỏ của mình, mở rộng cái tầm mắt nhìn. Năm đó là cái năm đầu tiên tôi chỉ mới có 18 tuổi mà cái nhìn bắt đầu thấy rộng rồi. Mới qua bên Pháp thì là vừa làm nhà báo để làm kiếm tiền. Tôi chừng nghĩ ra một chuyện làm luận án tiến sĩ về âm nhạc dân tộc Việt Nam đó. Thì có ba người thầy mà đỡ đầu lo cho tôi về cái chuyện luận án tiến sĩ một cách đặc biệt đó. Thì cái người mà làm cho tôi nghiên cứu về lịch sử Việt Nam trong Hán học là ông Ibn Gaspardon. Nghiên cứu về nhạc cụ, nhạc khí một cách khoa học là ông André Chevnier. Nghiên cứu về ngôn ngữ âm nhạc một cách khoa học là thầy Sajie. Thì nhờ ba người đó mà tôi làm nên cả một cái luận án. Tôi ra trường rồi, nhưng mà đối với ba người thầy đó, tôi vẫn còn thương nhớ hoài. Nhưng mà tiếc rằng ba người thầy đó đều là cái giờ trở về nó cõi vĩnh hằng. Mà ông thầy Sajie đó, sau rồi mỗi một lần ông viết cuốn sách nào về châu Á đều hỏi ý kiến của tôi. Mà tôi còn nhớ có một cái trong cái quyển sách nói chuyện về ngôn ngữ âm nhạc mà thầy đề tặng, nói tặng em Trần Văn Khê, ngày xưa là học trò của tôi, đã trở nên bậc thầy mà suốt đời sẽ là một người bạn đi với tôi trên con đường. Tôi với anh Trần Văn Khê có thể nói là hai người bạn lâu năm nhất. Tôi với anh Khê gặp nhau ở Vĩnh Long khi lúc mà tôi đi theo một cái gánh cải lương 1944. Thế còn nếu cần phải nói đến cái giai đoạn mà nó tích cực hơn nữa đó là cái giai đoạn tôi với anh cùng đi học ở bên Institute de Musicology, tức là Viện Nhạc Học ở trong Sorbonne. Đầu tiên anh sang Pháp, anh không có định học về âm nhạc. Anh ấy đầu tiên là anh học về Sciences Po, tức là Sciences Politique. Thế xong rồi anh chuyển sang bên nhạc học và nhờ cái sự anh đi học như vậy, anh mới quyến rũ được tôi. Thái Pháp cũng học một lớp với anh, nhưng mà anh học để mà trở thành một nhà thông thái. Còn tôi học để mà biết về cách sử dụng âm giai Việt Nam ra làm sao. Tôi được gặp anh Khê cái ngày đầu tiên là tại Tết Đông Đông Mara, một cái nhà hàng của anh Phạm Văn Mười vào những năm 63-64 gì đó. Sau này nghĩ lại, tôi nghĩ là một trong những cái may mắn trong cuộc đời tôi là được quen biết anh Khê lúc đó. Bởi đối với anh Khê, đối với tôi như là một cái gì nó thần tượng bao nhiêu năm nay về tài năng. Nhưng khi gặp anh Khê rồi thì cái đức độ của anh Khê như là một người anh cả đối với đứa em. Lúc đó thì cả hai anh em đều phải vật vã với cuộc sống. Suốt bao nhiêu năm trời ở bên Pháp á, thì anh em tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Vui có, buồn có. Nhưng có lẽ có cái kỷ niệm mà không bao giờ tôi quên được là có cái đại hội sân khấu của UNESCO chứ. Lúc đó là anh Khê đương làm cho cố vấn cho UNESCO. Thì anh Khê đề nghị tôi và bà Bảo Phùng Há cùng đi giữ hội nghị với anh Khê trong một cái lốt diễn là Phụng Gia Đình. Thì đi kinh phí rất là eo hẹp,
Tại ra không thể đem đờn theo, không thể đem trống theo. Thì đích thân anh Khê phải đứng ra thâu băng đờn, rồi thâu băng trống, rồi phải tập sao cho tôi với má Bảo Phùng Há diễn đúng với theo nhạc như vậy. Người ta nói rốt cuộc trong tất cả những tiết mục biểu diễn đó, tiết mục Việt Nam là kỳ đinh, tiết mục của nước Việt Nam được cả thế giới quan nghênh. Vì tới điện ảnh là tới một cái tình cờ. Điện ảnh giúp cho tôi có một thời gian có đủ tiền ăn học. Đóng điện ảnh tôi thích lắm, nhưng mà không thể coi cái đó là cứu cánh của cuộc đời, cái mục đích của cuộc đời. Jean-Louis s'est fait descendre. C'est ça que vous appelez rester tranquillement à bord du Peyo. Nous ne sommes pour rien dans ce meurtre. Qui l'a commis? Un Chinois, je crois. C'est vague. Allô? Officiel? Bon. Merci beaucoup. Mà tới 1982 là 24 năm. Thì cái lúc tôi bảo vệ rồi thì tôi đã mơ màng rồi. Mơ màng rằng một ngày nào đó tại Đại học Sorbonne có một người sinh viên Việt Nam lựa đề tài về âm nhạc Việt Nam, soạn đây và bảo vệ trong ban giám khảo có tôi. Thì cái đó là tôi 24 năm mơ màng. Sau 7 năm thì tôi được quyền làm giám khảo, được quyền chỉ đạo. Thì cái đây bây giờ tôi không phải là mơ màng nữa mà chờ đợi có một cái người gì. Thì bỗng nhiên Thiếu Phong tới làm cho tôi có được cái cơ hội điều khiển, dẫn dắt, đưa tới cái chỗ tấn sĩ. Trong ban tấn sĩ có tôi trong đó. Thì cái hôm đó khi mà tôi thay mặt cho ban giám khảo và nói rằng thay mặt ban giám khảo trao cho em cái danh hiệu tấn sĩ của Đại học Sorbonne, thì tôi nói cái đó vừa rồi cái nước mắt tôi chảy ra. Thì điều đó dầu cho trong tương lai tôi có vĩnh viễn ra đi, thì ít nhất tôi cũng có một cái người mà tôi tự đào tạo ra mà bây giờ trở về giúp nước được Việt Nam. Cũng như là Trần Quang Hải, là tôi mong rằng một ngày nào đó cháu nó cũng trở về giúp đất nước Việt Nam. Ông Khê là 1988, mà lúc đó là tôi là sinh viên ở trường đại học Hawaii, đang học mùa hè tiếng Việt. Tôi rất là ấn tượng là cái ông là giảng dạy về ca trù, mà vẫn nhớ là mặt của ông này, ông thầy là biểu diễn là rất là hay. 2007 trong festival ca trù tại Văn Miếu, mà tôi là người bên cạnh, mà thầy kê, mà tôi là nhớ ông nè, mà ông là nhớ tôi là sinh viên ngày xưa của ông nè, vẫn nhớ đấy. Nên là tôi là thực hiện nhiệm vụ của tôi chưa, tại vì là tôi là người đã tài trợ nó dự án đó, mà ông là cười, mà tôi cũng cười.
từ khi còn rất trẻ thì ông đã là nhà báo, nhà giáo, thậm chí nhà phê bình. Và suốt cả một đời thì ông đã làm tất cả những việc theo như ông nói là nhà truyền giáo, nhà truyền đạo. Mà cái đạo đó có tên là âm nhạc. Rồi tôi biết ông như một nhà phê bình, bởi vì ông đã phân tích âm nhạc từ những năm 50, 60. Là lúc đó cái nghề phê bình ở ta hầu như là chưa có một cái gì cả. Và ông viết rất hay. Cái cách viết ấy, cho đến nay tôi vẫn nghĩ rằng nếu mà chưa có một cái giáo trình phê bình thì có thể mượn những cái bài đó để những người cầm bút sau này có thể tham khảo. Ông có nói đến cấu trúc của âm nhạc cổ truyền ở Việt Nam nói riêng và nói chung của phương Đông là mở và động. Thế thì tôi thắc mắc, tôi có hỏi ông là cách đó từ những năm 50, tức là cách khoảng 40 năm, cái thời điểm mà ông nói chuyện ấy, ông lại viết khác. Ông nói rằng âm nhạc phương Tây là động và mở, còn âm nhạc phương Đông là tĩnh và đóng. Hồi đó nghĩ rằng nhạc phương Tây là tiến bộ, nhạc phương Đông là nó trù trì, nó không có cái gì hết, nó không có cái gì hay, cho nên mà muốn tiến bộ mình phải hướng về phương Tây, phải học nhạc phương Tây để đặng mà đem nhạc phương Đông đi lên. Và sau cái cuộc nói chuyện đó thì ông gọi điện cho tôi và nói là bác cảm ơn con, là con đã cho bác một cơ hội để nói rằng bác sai. Là bởi vì lúc đó tôi tưởng như vậy là đúng. Nhưng cái người đời mình có lúc mình sai mà mình biết mình sai mình sửa lại là quý rồi. Chứ không phải mình vậy mà mình ruồng bỏ cả cái lúc đó. Tôi nhìn nhận lúc đó là lúc sai của tôi. Thường những nhà tiền bối rất ít khi nói là mình sai. Và khi mà ông nói cái điều đó thì phải nói rằng tôi khám phá một cái điểm mới trong con người ông. Và tôi rất kính trọng cái điều đó. Và chính cái điều đấy làm tôi xúc động. Và tôi hiểu ông khác với những gì mà tôi biết trước đây. Tức là không phải một cái gì rất là vời vợi, xa cách nữa, mà cái sự kính trọng ấy là với một con người thật trong cuộc sống. Âm nhạc truyền thống Việt Nam nó bị một cái chứng bệnh mãn tính, cái căn bệnh nó nặng lắm, là tại vì nguyên do lịch sử là mình bị đô hộ, những cái biến động ở trong xã hội mà mình không ngờ được, như là tai nạn hay là chiến tranh, cái đô hộ nó tạo ra mình cái tâm lý là tự ti, thành cái tự ti mà cảm nghĩ cái gì mình cũng thua người ta, cái gì của người ta cũng giỏi hết, cái đó là cái sai ghê gớm lắm, bởi vì cái kỹ thuật chỉ cần 30 năm đào tạo một thế hệ kỹ sư, mà phải có từ cả 100.000 năm mới có tạo ra được một cái cơ sở văn hóa. Nhưng có nhiều người bị cái tâm lý bị nó cho tự tôn, cái gì mình cũng đã hay hết thì không đúng. Cho nên thầy mới nói rằng chúng ta không nên tự tôn mà không nên tự ti, mà phải biết tự hào. Mà tự hào trong khi đó và phải biết tự tin vào cái sức sống tiềm tàng của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra cái đó nữa là cái nếp sống nó mất đi, thành ra nó mất đi cả cái tiếng hát ru, là cái bài giáo dục âm nhạc đầu tiên người mẹ truyền sang cho đứa con, thì giờ phải lập lại cái đó, rồi cũng phải là lập lại cho trẻ em nó chơi, nó hát những bài của nó, đừng bắt nó hát cái bài của người lớn đặt cho nó, rồi làm sao phải tìm cho người ta tiếp cận với âm nhạc Việt nữa. Mà tiếp cận âm nhạc không phải bằng cái cách dạy trong trường, thành ra phải thay đổi hoàn toàn cái cách dạy âm nhạc trong các trường tiểu học, trung học và nhất là trong nhạc viện. Thành ra bây giờ chỉ có cái thay đổi cái đó là phải trước nhất phải chính quyền. Chỉ nói về nguồn không mà không nói những cái biện pháp về nguồn, không nói những cái phương tiện để dẫn về nguồn, thì tức là đưa ra cái khẩu hiệu suông mà không có thực hành khẩu hiệu không biết làm sao. Chị
Đối với giáo sư Trần Văn Khê thì không biết dùng cái từ nào để nói hết được cái lòng biết ơn của tiếng hát quê hương đối thầy. Nếu chỉ đơn giản chỉ nói là người đỡ đầu không, thầy đỡ đầu không thì nó cũng chưa đủ đâu. Tại vì đỡ đối với thầy, với cái tình cảm của thầy và tất cả những cái chuyện hỗ trợ của thầy cho tiếng hát quê hương thì nó nhiều lắm. Hỗ trợ cả về tinh thần lẫn hỗ trợ về vật chất. Tôi nghĩ là thầy là một niềm vinh dự cho đất nước Việt Nam mình. Và không những thế, trong cái kỳ Nhạc hội Đàn tranh châu Á vừa rồi thì những đoàn khác đến đây như là đoàn của bên Đài Loan, đoàn của Trung Quốc, đoàn của Hàn Quốc và đoàn của Nhật, thì tất cả mấy trưởng đoàn đều nói là xin đến để gặp thầy Kê, bởi vì họ rất là ngưỡng mộ thầy. Như vậy là không phải chỉ của nước Việt Nam đâu, tôi nghĩ rằng là thầy là của chung của tất cả mọi người, niềm vinh dự chung của tất cả mọi người. Nếu mà nói rằng gìn giữ và phát huy cái nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, tại sao mình phải gìn giữ, mà gìn giữ cái gì, mà gìn giữ bằng cách nào? Thưa quý vị, gìn giữ, chúng ta gìn giữ những cái gì quý báu, chúng ta gìn giữ cái gì hay. Chứ nếu nó đã không hay, nó không còn phù hợp với cái thẩm mỹ của dân tộc Việt Nam, nó không còn đáp ứng được cái thị hiếu của dân tộc Việt Nam, nó không còn nói lên được tiếng nói của dân tộc Việt Nam, nó đã quá thời, nó không còn chức năng trong xã hội nữa, thì nó có chết cũng nên để cho nó chết. Kỷ niệm về Bác Khê ấy, đối với cuộc đời tôi, có lẽ đấy là một trong những con người mà tôi có cái sự gặp gỡ rất ấn tượng. Cho đến khi mà tôi làm cái hồ sơ Cổng chiêng Tây Nguyên ấy, thì tình cờ Bác lại được UNESCO chọn làm người phản biện cho bộ hồ sơ quốc gia đó. Và đấy cũng là lần đầu tiên tôi được làm việc trực tiếp với Bác về chuyên môn. Buổi sáng khi Bác hẹn tôi đến khách sạn và bắt đầu làm việc, thì việc đầu tiên là Bác dở cái tập tổng phổ của Cổng chiêng Tây Nguyên, là cái tập tổng phổ cho tôi ký âm toàn bộ những cái dàn chiêng trên Tây Nguyên ra. Và Bác bảo tôi là làm sao con lại có được những cái tập tổng phổ này. Và sau khi tôi trình bày với Bác thì Bác nói là Bác nhìn trên tập tổng phổ đó thì Bác đã đọc được hết tất cả những nguyên tắc nghệ thuật của Cổng chiêng. Điều đấy làm điều tôi rất giật mình. Bởi vì thực ra trong nghề nghiên cứu âm nhạc không phải ai cũng có khả năng đọc tổng phổ tốt đến như thế. Đặc biệt là một vị giáo sư đã ngoài 80 tuổi. Thì đấy là điều làm tôi rất sửng sốt và cảm thấy rất hạnh phúc, như là có người chia sẻ, như là có người hiểu được tất cả những điều mình làm. Chỉ là thầy là một người trao truyền kiến thức cho mình. Mà thầy còn là người mà mình có thể gửi gắm tất cả những tâm sự, giống như là một người cha. Thầy đã trao truyền cho mình kiến thức và cả niềm say mê âm nhạc dân tộc. Gấu chim sắc phấn lên đường, giàu ra luôn trong tình trạng nồng canh mơ màng. Huy quang gan vàng nay quặn đau, chàng nhổ trái ông bướm, xin đó đừng thủ nghĩa tàu khăn. Việt Nam dân khổ nhiều lắm, của người than như vậy, nhưng mà mỗi người khổ một cách. Thì tôi thấy là cái người nào mà khổ vì chính trị thì ai làm chính trị làm sao cứu dân khỏi khổ chính trị đi, tôi không biết làm chính trị. Có nhiều khổ vì kinh tế, nghèo quá, ai biết kinh tế là giúp đi, chứ còn tôi không có làm được. Nhưng mà khổ về văn hóa tôi cứu được, cho nên tôi đã làm. Chẳng hạn, đòi hỏi làm cái gì, chẳng hạn như tôi gặp những người mà
than về cái ca trù hay quá mà làm sao cho tụi nó sống lại, chứ không thôi thì nó chết đi thì mất lắm. Cho nên tôi đã vinh dự và tôi đã làm cho ca trù sống lại. Có nhiều người nói Chầu Văn hay quá này kia, tôi sẽ đã cứu Chầu Văn. Có nhiều người nói Hát Bội hay quá, tôi đã cứu Hát Bội, đem lên thế giới, đưa ra những cái cuộc thi. Thì cái khổ của những người ta về mặt văn hóa tôi làm cho bớt phần nào được, theo khả năng của tôi thì tôi đã làm. Vào năm 2006, khi mà tôi được hai thầy của mình là cụ Nguyễn Phú Đệ và cụ Nguyễn Thị Trúc đồng ý cho mình làm cái lễ mời xiêm y, thì đó là một cái dịp rất may mắn, tôi lại có cơ duyên được gặp giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Và cái giai đoạn đó thì tôi còn rất là lo lắng về tương lai, nhưng mà khi gặp thầy thì tôi đã cảm thấy vững vàng hơn rất là nhiều. Bởi vì tất cả những con đường mà thầy đã trải qua, thầy đã truyền lại được cho tôi cái ngọn lửa. Tôi cảm thấy chắc chắn hơn về cái con đường mình đã lựa chọn. Được gặp thầy và được học tập với thầy, được làm việc cùng với thầy, tôi cảm thấy thầy giống như là một từ điển sống. Điều đó đã thúc đẩy tôi cố gắng học tập nhiều hơn, muốn được rèn luyện nhiều hơn nữa về tiếng đàn, tiếng hát. Và sau này nữa thì khi mà thầy ở rất xa, nhưng mà thầy vẫn luôn luôn quan tâm đến câu lạc bộ, luôn luôn theo dõi từng bước cái sự trưởng thành của các em. Tôi nghĩ rằng một trong những cái may mắn trong cuộc đời của tôi là đã có duyên gặp được thầy. Hôm nay có cái buổi rất đặc biệt, và tôi xin mừng Phạm Thị Huệ, tân thạc sĩ, vừa đăng khoa nghệ sĩ tài khoa, luận văn vừa bảo vệ ngày hôm qua, toàn giám khảo cho là xuất sắc. Để chuyển được kho tài liệu quý báu này từ nước Pháp xa xôi về nơi góc nhỏ của quê nhà, khó có thể kể hết những gian khổ mà con người tuổi Hạt đã cao này kiên trì cần mẫn truyền về, vượt cả những thủ tục cấp quốc gia và phải cần đến chính quyền thành phố góp tay can thiệp. Trong quá trình vận chuyển, tuy có thất thoát ít nhiều, nhưng ròng rã 3 năm nay, hai thư ký của giáo sư tận lực số hóa mà vẫn chưa hoàn tất được kho tàng vô giá này. Đó là tinh hoa của nhân loại, là tim ốc của những tài năng trong khoa học âm nhạc thế giới, rất cần thiết cho người quan tâm đến âm nhạc dân tộc ở Việt Nam. Điều đáng buồn nhất là từ khi kho báu này về nằm được nơi đây, vẫn như tấm hồng nhan tài sắc chờ người quân tử đến với mình để thỏa tình tri kỷ. Nhưng rồi thời gian mòn mỏi trôi qua vẫn là một sự im lặng, lạnh lùng, đáng sợ. Chưa một ai, từ người có trách nhiệm của chính quyền đến một tri âm, ghé lại, chạm tay, lần dở những trang sách hẩm hiu, lạnh giá này. Cùng đau nỗi đoạn trường đó, ông Huỳnh Văn Tươi, một người hâm mộ và luôn bên cạnh chăm sóc giáo sư Trần Văn Khê, đã ngậm ngùi, trăn trở. Bây giờ chỉ góp nhóm nó lại để đây, mong sao khi nào ông nằm xuống rồi, thì chừng đó không biết là người ta có thức tỉnh hay không. Hay là có những nhà nghiên cứu nào họ nói, không biết ông Trần Văn Khê hồi xưa ông đem về đây mà ông có những cái tư liệu gì họ lại họ moi ra, mai ra. Thì họ lấy những cái đám này ra thì họ coi. Thấy cái gì mà tốt thì mình mừng, mình cho cái đó là phi thường. Còn thấy cái gì xấu thì mình nghĩ cái đó là bình thường của trong xã hội. Thì thành ra nếu nó có bình thường như vậy mà đừng xấu quá thì thôi. Còn nếu xấu quá thì nếu mà ngoài tầm tay của mình thì không nên buồn. Bởi vì buồn mình không sửa được. Bữa nay có cả chị hai con về ha.
cái nghề nghiệp thì thành công, nhưng mà cái tình gia đình và cái tình đôi lứa thì hụt hẳn rất nhiều, chưa bao giờ được thỏa mãn. Mà không phải bao giờ không thỏa mãn là không phải tại mình không muốn thỏa mãn, hoàn cảnh nó sắp đặt cho mình không thỏa mãn. Nhưng mà trong cái khi mà để tìm lấy cái lẽ sống đó, thì cái lẽ sống quan trọng nhất là âm nhạc Việt Nam. Làm thế nào phụng sự âm nhạc Việt Nam, đưa âm nhạc Việt Nam cho thế giới hiểu, và đồng thời tìm những cái trên thế giới có cái gì để đặng mà đem âm nhạc Việt Nam lên cái mức cao hơn mà không bị ngoại lai. Chưa bao giờ mà không thương, mà chưa bao giờ phản bội. Thì cái người tình lớn nhất là âm nhạc. Giáo sư là một người hiền hòa, khiêm tốn, thành thực, bao dung. Tôi học được ở giáo sư rất nhiều trong cuộc sống. Nghe anh hát, nghe anh đàn, tình yêu dân tộc ngập tràn con tim. Cũng thương giàu dạt nội niềm, câu hò điều lý càng thêm mặn mà. Tình anh non nước bao la, đức tài hai chữ hài hòa trong anh. Lắng nghe chim hót trên cành, say nhìn cảnh bướm liền vành kêu ngươi. Mặt trời vừa lặn sau đồi, mặt trăng lên giữa bể khơi sóng vàng. Là khi anh lừa phiếm đàn, phổ vào cung bậc tình tang từ tình. Lời ca vòng giữa đêm thanh, tiếng ru êm ái thắm tình quê hương. Mai đây anh lại lên đường, thân tầm nhạ kén tơ vương mộng đời. Đem niềm vui đến cho người, phát huy nghệ thuật tuyệt vời cao siêu. Anh thông suốt đủ mọi điều, là từ điện sống am nhiều tích xưa. Người ca anh mấy chẳng vừa, quý thương anh mấy cũng chưa hết lời. Anh làm rạng rỡ giống nòi, anh tô điểm sáng khung trời Việt Nam. Tôi thấy cái công việc của thầy Khê đã làm là một cái gương rất tốt cho cả cái bộ máy lãnh đạo chính quyền của mình và anh em trong ngành âm nhạc phải học tập và noi theo. Tôi hiểu rằng tất cả những cái điều gì mà ông đã tạo ra cho cuộc đời, tìm một người kế nghiệp không phải là điều dễ dàng. Làm sao để có một người vừa có thể là diễn giải được, nói được những cái vấn đề về âm nhạc dân tộc, có sức thu hút, lôi cuốn người khác nghe, đấy là một cái khó. Cái thứ hai, làm sao có một người vừa nói được cái điều đó mà lại còn kết hợp với những kỹ năng như là đàn, như là hát, ngâm thơ, lại càng khó hơn. Và điều khó hơn nữa chính là làm sao có một người vừa có đạt được những kỹ năng như thế, vừa có thể diễn giảng được âm nhạc dân tộc mà lại thổi vào trong cái lời nói của mình, cái giọng ca của mình, cái điệu đàn của mình, một cái hồn của âm nhạc dân tộc, và làm sao để cuốn hút được người ta hòa nhập vô cái hồn đó để mà quyết tâm giữ gìn và bảo vệ nó, yêu mến nó, trân trọng nó, thì điều đó không phải dễ dàng. Do vậy để tìm một người đạt được ba cái yếu tố đó, tôi cho rằng không thể có được ở Việt Nam chúng ta. Thanh ơi, thời oanh liệt nay còn đâu.